Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nhân giống cây lưỡi hổ nha. Để nhân giống cây lưỡi hổ thì có 3 cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ dăm lá. Thứ hai là chúng ta sẽ chiết cây con từ cây mẹ. Thứ ba là sẽ giao hạt, nhưng mà cái nó ít khi nào trổ bông và có hạt nên mình sẽ bỏ qua phương pháp này nha. Đầu tiên mình cũng xin giới thiệu với các bạn một số loại lưỡi hổ mà nhà mình có ha. Thứ nhất là lưỡi hổ Thái. Loại này thì có lá sắn và viền vàng. Tất cả các loại lưỡi hổ đều có công dụng là làm cảnh và là một cây thuốc đông y nha. Nó tạo ra oxy giúp dễ ngủ. Thứ hai là cây lưỡi hổ vàng. Cái viền vàng nó chiếm 1/2 lá. Cây lưỡi hổ vàng thì lá nó xoắn quanh thân. Và loại này nếu như các bạn trồng lâu năm thì sẽ dày bụi giống như bụi của mình đi. Trồng khoảng 1,5 năm tới 2 năm sẽ lên dày bụi, nhìn rất là đẹp mắt. Thứ ba là cây lưỡi hổ Robusta. Loại này nó có màu xanh nâu, hơi đậm. Cái cuối cùng của mình có là cái lưỡi hổ Cọp. Loại này các bạn thường thấy là người ta hay để phòng khách thì nó có chiều cao. Như cây của mình đây các bạn thấy là nó cao tới 0,6m. Mình đo vậy là mình đo từ cái miệng chậu lên trên đó. Nếu mình đo từ cái gốc cây nó có thể cao hơn nữa. Loại này nó rất là cao. Còn cái loại này mình có nhưng mà mình không có biết tên gì. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn xem thôi. Nếu bạn nào biết tên gì thì comment ở dưới cho mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dăm lá theo cách thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi cắt lá nha. Hôm nay các bạn có thể cắt cái lá sát vô trong đây hoặc là cắt ở ngoài đều được. Hôm nay mình cắt ở trong khó thì mình cắt ở ngoài nha. Chúng ta cắt thành từng đoạn khoảng 10 đến 20 cm. Rồi bây giờ các bạn thấy cái lá này nó dài hơn người ta rất là nhiều nè. Giống như bên đây thì mình chỉ cắt 10 hoặc 20 cm. Thì cái lá này dài thì các bạn có thể cắt ra thành từng đoạn giống như bên đây. Không nhất thiết là phải lấy cái đầu hoặc là lấy cái đuôi. Mình cứ cắt thành từng đoạn là được. Sau đó chúng ta gom tất cả để vô trong mát nha, để trong mát khoảng 3-4 ngày cho cái vết thương mình cắt này nó sẽ lành lại. Nếu các bạn trồng liền thì nước nó sẽ rút ở đây và cái vi khuẩn nấm mốc nó sẽ làm chết cái nhánh này nha. Rồi sau khi vết thương khô rồi ta bắt đầu đem trồng nha. Xong rồi các bạn tưới ẩm. Và để trong mát khoảng 30-40 ngày. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình cũng hướng dẫn các bạn dăm lá bằng phương pháp thủy canh nha. Phương pháp này thì đòi hỏi các bạn phải thay nước thường xuyên và sử dụng nước sạch. Tại vì qua một đêm cái nhựa cái cây nó sẽ hòa tan trong nước. Nếu các bạn không thay nước thì cái nước nó sẽ bị thối và cây nó sẽ bị chết. Phương pháp này thì 20 đến 30 ngày cái cây nó sẽ ra rễ. Và các bạn chờ thêm khoảng 40 ngày thì nó sẽ ra cái cây con như thế này. Chúng ta có thể đem trồng. Rồi bây giờ chúng ta trở lại hai cái chậu này. Hai cái lá này chúng ta dăm sau gần hơn 1 tháng thì nó sẽ ra được một cái cây con lớn cỡ này. Rồi bây giờ mình sẽ nhổ nó lên cho các bạn coi ha. Rồi ở đây mấy bạn thấy cái gì lạ chưa? Các bạn nhìn kỹ cái lá của mình dăm với cái cây con nó lên nè. Rõ ràng bây giờ nó là cái cây đột biến, cho nên mình dăm bằng cái lá thì nó sẽ quay đảo ngược đột biến lại. Cái này là đặc trưng chỉ có cây lưỡi hổ. Khi các bạn dăm cái lá thì nó sẽ đảo ngược đột biến trở lại cái gen nguyên thủy của nó.
Do đó khi mà mình muốn nhân giống cái lưỡi hổ bằng phương pháp dăm lá mà mình lựa trúng cái lá của cây đột biến á, thì chắc chắn nó sẽ quay trở về cái gen bố mẹ của nó là cái loài lưỡi hổ nâu. Ở đây một cái lá nó có thể lên là 2-3 cây con, mình sẽ tách ra cho các bạn xem nha. Ở đây mình cũng có một số cây bị đột biến quay ngược trở lại, mình cho các bạn xem thử ha. Còn đây là cái lưỡi hổ mà chúng ta dâm là màu xanh đậm này. Các bạn thấy khi cái màu xanh đậm này chúng ta dâm thì nó sẽ ra màu xanh đậm, tại vì nó không còn quay ngược đột biến gì nữa, đó là cái màu nguyên thủy của nó rồi. Rồi phần dâm lá xong rồi thì bây giờ chúng ta tới phần chiết cây con từ cây mẹ. Cái phần này thì đơn giản thôi, mình chỉ cho các bạn xem thôi chứ nó cũng không có gì là phức tạp. Cái cây lưỡi hổ con mà mình trồng khoảng từ 6-7 tháng vậy, tới gần 1 năm thì nó bắt đầu nhảy cái cây con ra ha. Khi mà các bạn thấy cái cây con nó có rễ như thế này thì chúng ta sẽ cắt cái cây con ra và trồng vào một cái chậu mới thôi. Rồi các bạn nhìn thấy rõ ràng mà khi mà ta chiết cây con từ cây mẹ thì cái nó sẽ không bị đảo ngược đột biến nha. Cây mẹ như thế nào thì sẽ mọc lên cây con như vậy. Cho nên để chắc cú nhất là chúng ta sẽ chiết cây con từ cây mẹ thôi. Còn dâm lá này nó sẽ trở về nó đột biến ban đầu. À, các bạn lưu ý là khi cắt cái cây con ra các bạn cũng để cái vết thương của nó đừng qua ẩm ướt nha. Nếu mà cái vết cắt nó qua ẩm ướt thì nó cũng sẽ bị vi khuẩn nấm mốc xâm nhập và nó bị chới cái cây con nha. Tốt nhất là khi mới trồng thì mình tưới ẩm ít thôi. Rồi cái clip này thì mình đã giới thiệu chi tiết cái cách nhân giống cây lưỡi hổ, từ cái cách dâm lá tới cái cách mà chiết cây con. Hy vọng các bạn sẽ làm thành công nha. Mình chào các bạn.